Xin chào quý anh chị cô chú, hôm nay là một cái chương trình mua 1 tặng 3 của Hồng Nhiên và test thực tế tại cửa hàng luôn quý anh chị, khách hàng test thực tế luôn. Thì quý anh chị mua một cái máy bù lon lớn, tặng máy bù lon nhỏ, tặng thêm cái đầu chuyển nữa, thấy không? Đó, tức là mình mua một cái tặng được 3, tức là mua một được 3 đó, mua một được 3 ha. Rồi bây giờ quý anh chị sẽ xem những test tại cửa hàng như thế nào, khách hàng test luôn nha. Rồi đây là con 380 đế tông nè mấy anh chị, để Nhiên sẽ tự thử test. Đây là xe 16 chỗ, xe của khách hàng, để Nhiên thử test thử coi nó ra hay không. Ra nhẹ nhàng anh ơi, ra rất nhẹ luôn. Đó, thử con mới này luôn nữa, thử luôn nè. Thấy không, quá nhẹ luôn á, quá nhẹ. Thay pin, pin 1.880.000 là một pin một máy một sạc. Anh thấy nhẹ ghê không? Quá, cái này là dư lực rồi. Đó, xe 16 chỗ luôn. Đó, mà test thử một cái là biết được cái lực của nó liền. Đó, anh mua này bỏ lên xe là thấy ngon lành. Đó. Đâu anh thử luôn, nhả ga, nhả ga. Cái này là ga nè. Anh nhấn này vô là ga. Rồi, thử luôn. Đó, anh thấy nhẹ không? Rồi đẩy đảo chiều bên kia qua, đẩy bên kia qua. Đó. Quá ngon luôn. Đây, rồi khách test luôn. Đó, thấy chưa? Nhẹ nhàng. Em nói mà. Thấy không? 380 điều mở luôn này. Thôi anh mở bánh sau thử luôn, bao nhẹ luôn á. Đó. Thử con bên kia luôn rồi. Anh mở cái số nhỏ rồi, xuống số nhỏ luôn thử coi. Đó, xuống số 1 thử, thử mở ra. Rồi, mở ra thử. Mở ra thử số 1 phải ra không biết rồi. Ra nha. Ra luôn thấy không? Số 1 thôi là đã ra rồi. Bán bãi. Thấy không? Đó, em luôn luôn là cho khách hàng test thực tế mở bánh sau luôn. Số 1 là số nhỏ mà nó ra là thấy tuyệt vời rồi. Nó nhẹ nhàng rồi. Thấy không? Quá ngon. Số 2 là nó búa mạnh hơn liền. Nữa không? Cái nữa coi. Cái nữa. Cái nữa nha. Nhẹ nhàng. Anh đang mở vô, mở ra. Dặn ra nha. Đó đang dặn vô mà. Trời ơi. Nó thấy không? Thở này là không ăn cua nữa. Thở này. Thở này cho đi test máy người ta không dám mua luôn á. Không, ngon lắm. Mấy anh chị, nay Nhiên test xe 2 tấn 4 với bù lon là 1.200 của đế tông tiếp 36, rồi test bánh sau, ok. Mở thử. Thử luôn, ok luôn nè, thử xem khách hàng test luôn. Mạnh xíu nữa anh Lâm, mạnh xíu cho cứng lại luôn. Đó. Ok, đó. Thấy không? Quất con nữa, anh thử luôn đi. Vô thử luôn đi, xe đồng máp anh chị. Đồng máp lên luôn. Đó, đảo chiều. Đó. Không, ở sau mấy 36 trước 33 à. Rồi, đó. Khách này test luôn, đó. Thấy không? Ngon lành. Anh đừng có đẩy, anh đè vô á, đè vô. Nè, đầu chuyển, nó xài qua đầu chuyển. Đó, ra liền thấy không? Đó. Khách hàng test luôn là thấy là khoái liền. Bữa em test cái con kia là nhỏ hơn mà nó ra xe 1 tấn 8 đó. Này 2 tấn 4. 2 tấn 4. Đó. Ok, quý anh chị đã thấy được là những cái sức mạnh thực sự của những con máy nhỏ gọn. Thì quý anh chị cần nhỏ gọn thì chúng ta có thể xài con máy compact. Cái máy Deston compact mà với lực xiết là 380 niu thì con máy này nó rất là cục.
đo cho mấy anh chị mình xem luôn cái khoảng chiều dài phủ bì của nó khoảng 13 xăng. Thấy không? Mấy anh chị thấy là 13 xăng. Thì với con máy này nó có hai tốc độ của anh chị. Ở tốc độ số 1 thì của anh chị thấy rằng là nó 1.900 vòng trên 1 phút. À, và cái tốc độ số 2 của nó là 2.200 vòng trên phút. Đó. Thì mấy anh chị thấy lực cao nhất của nó là 380 niu. Đó, thì tốc độ số 1, số 2. Motor không có chổi thang, chạy từ rubless. Thì với con máy này quý anh chị có thể là mua body, chúng ta mua với giá là 1.150.000 với cái body không, quý anh chị không có một cái pin sạc nào cả. Thì Nhiên sẽ tặng kèm cho quý anh chị một cái đầu chuyển ra bắn vít, chúng ta có thể bắn vít được bình thường ha, với mức giá là 1.150.000. Còn nếu quý anh chị mình muốn mua là có một pin, một máy, một sạc thì nó có một cái hộp giấy như thế này quý anh chị. À, với mức giá là 1.880.000 nha quý anh chị. Đó, nguyên cái hộp của nó như vậy, 1.880.000. Rồi. Đó là cái dòng là phân khúc nó là thấp thì quý anh chị có thể là mở xe máy, xe 7 chỗ đồ trở lại. Còn nếu anh chị mà thấy cái con này nó mở tới những cái con xe 2 tấn đồ trở lại đó thì quý anh chị phải sử dụng tới con máy Deston DK750, tức là lực xiết của nó là 750 niu. Những cái này Nhiên giới thiệu rất nhiều lần nhưng mà hôm nay Nhiên giới thiệu á là cho mấy anh chị thấy thực tế cái khả năng xiết mở của nó. Thì con này Nhiên cũng đo phủ bì cho quý anh chị mình xem là nó khoảng 17 xăng. Đó, đo cho quý anh chị mình xem ha. Phủ bì của nó khoảng tầm 17 xăng đó. Thì mấy anh chị thấy rằng là với cái mẫu như thế này thì nó có là 3 cấp tốc độ. Ở cấp tốc độ thứ nhất á thì quý anh chị thấy là nó chạy 1.000 vòng. À, 1.000 vòng. Còn tốc độ cái thứ hai là nó chạy 1.800 vòng và tốc độ cao nhất của nó chạy là 2.200 vòng quý anh chị. Và lực cao nhất của nó đó là nó đạt tới 750 niu. Thì cái này Nhiên đã từng review nhưng mở ra so sánh thì quý anh chị thấy nó giống cái con Makita 700 đó. Rồi thì mấy anh chị đã biết rồi. Thì cái sản phẩm này á với cái mức giá của nó là 2.330.000 là một cái body như thế này của anh chị ha. Cái body này không chạy từ, không có chổi thang, bảo hành tất cả hàng của Deston thì bảo hành 6 tháng. Còn nếu anh chị mình mua mà nguyên một cái bộ, một máy, một pin, một sạc, nguyên một thùng giống như thế này thì anh chị mình mua với mức giá là 2.990.000. 2.990.000 thì hai cái bộ này là hai cái bộ mà Nhiên bán chạy bậc nhất. À, nói về máy bù lon, có thể nói là nếu mà bây giờ nói trên thị trường mà nói để bán máy bù lon đạt tới mức độ nhiều cỡ như Deston thì đảm bảo cho dù quý anh chị mua Milwaukee, The Watt, Boss hay là Makita cũng không thể nào so sánh về cái mức độ bán nhiều. Nhưng không có nói là nó tốt hơn Makita, tốt hơn The Watt quý anh chị. Nó phải thấp hơn tại giá tiền nó rẻ hơn, đó là sự rõ ràng. À, nhưng mà cái giá của cái mức độ bán ra của Deston hiện tại là đang chiếm lĩnh thị trường. Đảm bảo quý anh chị luôn, đảm bảo điều đó ha. Tại nhiên bán hàng và nhiên cũng nhận thấy điều đó trên thị trường luôn. Tại nó rất là dễ. À, giá nó rất là vừa phải, vừa túi tiền nhưng mà độ bền là ổn định quý anh chị. Rồi quý anh chị thấy tiếp nữa đó là mấy anh chị mình thấy là hai con này là Nhiên cũng test rồi với những chiếc xe lớn, bù lon lớn, xe lớn rồi. Mấy anh chị test những con này quý anh chị thấy không, trước kia là Nhiên đã từng test cái con này Milwaukee mở ra siết vô thì con này mở ra vẫn được quý anh chị thấy. Tức là với cái giá của nó mà cái sức mạnh, cái sức làm việc của nó như thế, khách hàng cũng đã từng tới đây test dùng cần lực 1.200 niu để test, để mở ra thử vẫn được bình thường quý anh chị ha. Tức là sức mạnh nó là thực tế chứ không phải là sức mạnh ảo như những cái thằng Trung Quốc nhái bình thường nó hay ghi đó. Thì với một con 1.200 thì đầu nó là 1/2 như thế này, thì với cái mức giá của nó đó là 3.990.000 quý anh chị, là một máy, một pin, một sạc. Nếu mà quý anh chị mình không có mua cái không cần pin tại mình có pin rồi á thì quý anh chị mình có thể rằng là mình mua cái máy với 3.990.000 thì quý anh chị sẽ được tặng cái body 380 như thế này. Đây là một cái chương trình rất là thơm, kèo thơm á. Mua một cái máy 3.990.000 mà được tặng cái body của 380 một triệu mấy như thế này thì đây mới là một chương trình rất là tốt đó. Thì cái con 1.200 thì quý anh chị mình sẽ thấy rằng là cái tốc độ của nó là 900 vòng. Tốc độ lớn hơn là 1.200, tốc độ cao nhất của nó chỉ có 1.800 thôi. Nên nó có một cái trường hợp thế này nè quý anh chị. Mở những con nhỏ đó, những con bù lon nhỏ đó quý anh chị thì mình sẽ mở, mình sẽ thấy nó lâu hơn so với là con máy nhỏ này luôn. Tại con máy nhỏ này nó xài cái lực của cái dòng tua nó lẹ nên là nó rất là nhẹ quý anh chị. Những cái bù lon nhẹ đó mình mở cái nó ra liền à. Còn cái này nó chạy dòng tua nó chậm, tuy rằng nó mạnh nhưng mà nó chậm.
Đó nên nhiều người nói ủa sao tôi mở con lớn này nó còn thua con nhỏ vậy? Thực sự không phải. Khi quý anh chị mình xài những cái con lớn này á, là dùng để mở những cái đồ lớn. Còn mở cái đồ nhỏ thì cái lực của nó, tại vì nó chạy tốc độ nhỏ đó, thì nó có 900 vòng à. Còn này nó chạy tới 1000 mấy vòng lận. Lực cao của con này nó chạy cao cấp nhất, nó chạy tới 2200. Mà này nó chạy có 1800 à, quý anh chị thấy không? Nên là có những người người ta phản ánh là ủa sao tôi mở nó ra nhưng mà nó chậm quá vậy? Thì tại vì cái tốc độ nó chậm, quý anh chị phải hiểu chỗ đó nha. Đó, thì cái giá nó mấy anh chị muốn mua hai pin thì phải gọi điện cho nhân viên báo giá hai pin. Thì hôm trước như có làm giá rồi, thì làm cho mấy anh chị gọn để quý anh chị mình dễ hiểu thêm thôi ha. Rồi, thêm cái con này là 3.990.000, 1200 niêu ha, đầu 1/2. Thì tới cái sản phẩm này là đầu của nó là 3/4 quý anh chị, đầu lớn là 1450 niêu. Thì với mức giá là 4.390.000. 4.390.000 quý anh chị mua con 1400, lực xiết 1400 thì nó cũng có 3 cấp tốc độ thôi. Đó, 3 cấp tốc độ giống như mấy thằng kia. Nhưng mà mấy anh chị mình có thể là mình mua body không cũng được, mình cũng sẽ được tặng một cái này. Với 4.390.000 quý anh chị cũng được tặng cái body 380 nè. Thay vì ngày trước á, là quý anh chị mình nhận cái body là 330 nó chưa đã. Mà cái này á, đi kèm với cái này là quá đã luôn. Đúng hệ luôn. Còn nếu mấy anh chị mình muốn mua mà không cần cái body này để giá nó rẻ đó. Một máy, một pin, một sạc. Với mức giá là 4.390.000 là có một pin, một sạc. Tức là một pin, một sạc này có thể so sánh được với cái này. Đó, nhưng mà bình thường á, là hai giá nó khác nhau quý anh chị. Nhưng mà đi kèm bộ thì giá nó sẽ vô combo. Là nó sẽ khác biệt tí xíu ha. Chứ mình mua lẻ lúc nào cũng không có bằng mình mua combo hết á. Đó, ví dụ mình mua nguyên cái combo mà được tặng này hai pin một sạc luôn cũng được luôn. Đó, nhưng có nhiều chương trình quý anh chị có thể tham khảo thêm hoặc có thể liên hệ mấy bạn nhân viên để quý anh chị mình biết. Chủ yếu là nhiên muốn cho quý anh chị thấy à cái lực thực tế của nó như vậy. Rồi cái giá thành của nó cực kỳ dễ chịu như vậy. Tất cả đều chạy từ. Mà tới bây giờ thì chắc chắn là quý anh chị cô chú mình đã xài rất là nhiều những con này. Cho những comment là tôi mua con này xài được hay không, xài ngon hay không, hay quá dở quý anh chị comment thẳng. Lúc nào Nhiên bán hàng cũng vậy quý anh chị ha. Đó, thì thêm một cái vấn đề nữa là mấy anh chị thấy cái đầu. Cái đầu mà của mấy cái đầu 1/2 với lực 1200 mà cái đầu 1/2 như thế này nè. Nhiều người nói là cái đầu này nó nhỏ quá sợ nó gãy quý anh chị. Không có phải. Cái này á, Milwaukee The Watch chưa dám nói thẳng thừng một câu là bảo hành cái đầu này gãy là đền. Nhưng mà Deadtone sẵn khẳng định với quý anh chị là bảo hành chọn cho mấy anh chị 1 năm nếu gãy đầu đền cái đầu mới liền. Đó, không tính tiền luôn. Cái này là cái sự khẳng định về cái chất lượng. Nó làm chất lượng dữ lắm quý anh chị. Nếu mà với cái tầm giá của nó, bởi vậy chiếm lĩnh thị trường, khách hàng bây giờ rất là thông thái. Mua sản phẩm là mình đã biết được cái sản phẩm đó trên thị trường nó làm sao rồi. Nghe lời đồn thôi cũng biết. Còn quý anh chị mình không tin tưởng nhảy vô hoặc comment hỏi ê, ta mua cái này mọi người thấy có tốt không? Đó, tôi muốn mua cái sản phẩm này mọi người thấy tốt không? Comment đó tự động sẽ có những khách hàng sử dụng rồi trả lời cho quý anh chị cô chú ha. Đó là cái video của chia sẻ của Nhiên hôm nay quý anh chị. Rất là cảm ơn các anh chị cô chú đã quan tâm theo dõi. Nhớ nhấn đăng ký kênh và để lại những cái bình luận bên dưới. Nhớ cho Nhiên xin một like ha. Bây giờ Nhiên xin chào, chúc sức khỏe. Bye bye.